Hello, xin chào đại gia đình nha. Hân hạnh được đón đại gia đình đến với kênh YouTube Thi Yến Tự Do. Chúc đại gia đình ngày mới nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Để cái máy cho nó chuẩn đi. Được đón cả nhà đến với kênh YouTube Phi Yến Tự Do, cuộc sống của người Việt Nam tại sinh sống tại Hàn Quốc ha cả nhà. Ở đây mình có trồng một ít hành tây nha cả nhà. Cái này để nhà ăn nè cả nhà. Quá trời to luôn, mình mới vừa nhổ xong mà mình không có quay cho cả nhà xem tại vì nó có một chút xíu với lại phải làm lẹ lẹ nè, bác má chồng kêu làm lẹ lẹ nè, bự lắm, bự bằng một mà nắm tay mình luôn. Mới nhổ xong cái này để dành ở nhà ăn cả nhà, ngon ghê nè. Ở đằng kia thì đang làm tỏi cả nhà. Ở đây còn mấy bụi tỏi nè mà má chồng kêu đừng có nhổ, không biết để làm cái gì á, để thêm hay sao á thì không biết. Còn có mấy cọng mà sao không cho nhổ không biết nè. Như cả nhà, hôm nay nhà mình má chồng mình thu hoạch tỏi nha cả nhà. Cột thành nhổ hết rồi đó cô cả nhà. Lúc nhổ mình không có ở nhà, mình đi làm. Giờ nhổ hết rồi, hôm nay mình được nghỉ mà, mình ra mình phụ. Nó cột lại từng bó 50 củ. Xong rồi 50 củ đó hai bó nhập lại cột thành một bó bự 100 củ để hồi nữa máng lên ha cả nhà. Này cả nhà. Cột lại như vậy nè. Tỏi đẹp ghê luôn cả nhà. Củ to lắm luôn. Tốt, năm nay tỏi tốt, năm nay tỏi trúng. Hàng dài luôn. Rồi bên đây mình có trồng ngò rí nè cả nhà. Đó. Ngò rí mà với lại cải làm dưa mà mình không ở không để hái ăn. Giờ nó lên bông hết trơn rồi, uổng quá cả nhà. Giờ mình đang làm nè cả nhà. Ở dưới kia là người ta đang phụ đếm để phụ lựa ra củ lớn theo củ lớn, củ nhỏ theo củ nhỏ. Hôm nay là ngày nghỉ của mình nha, mình ra mình ổng trời mình đi làm củ hành á, mấy cái ngày cuối tuần mình đi làm củ hành mà hôm nay cái chân nó đau quá rồi không có đi nổi nên ở nhà phụ má chồng cột mấy cái tỏi này nè cả nhà. Cột cái tỏi này để dành ăn á, với lại tới mùa lạnh làm kim chi á, ở bên đây ăn xài tỏi với củ hành nhiều lắm nên là phải trồng. Thả con gái mình nó phá nè, nó phá mẹ nó ơn ma tết sơn muốn luôn nè, ơn ma tết sơn xây múc cúm đi nè, nhiệt múc cúm quên nè cả nhà, quên đếm rồi. 8 10 chỉ có nê múc cơm đi nè, nê kem nê kem 40 đếm 50 rồi cột lại đó cả nhà. Đếm 50 như vậy nè, một bó 50 rồi cột lại nữa treo lên phơi vậy ta hết sớt. 22 mũ rồi ba tô mô mũ hay ờ 할머니가 그기도 해? 했어? 이거는 다 했는데 저 조그만 거 있잖아. 저 버리는 거. 그거는 안 버려. 그거는 나중에 할머니 따로 까고. 그 저기다가 모으냐고. 저기 모르봐. 다 그거란 말이야. 모르봐. 어디에도 해 하는지 시켰어? 저거 하라고. 응, 해. 그러면 시키는 거 해.
chỉ cho con gái làm á, kêu nó hỏi bà nội nó làm gì nữa, nó làm hết cái phần của nó rồi. Hôm nay nó nghỉ, nó được nghỉ lễ hôm nay. Mình cũng được nghỉ lễ, mình mới ra phụ nè. Phụ má chồng làm cho nó xong. Hôm nay con gái cũng được nghỉ học, nghỉ lễ, bên đây đang lễ cả nhà. Đang ngày 6 tháng 6 là ngày lễ. Cả nhà ơi, hôm nay là ngày 6 tháng 6, ngày tưởng niệm của những người lính đã hy sinh á cả nhà. Cho nên là hôm nay bên đây ai cũng được nghỉ hết nha cả nhà. Mình đi qua đây, mình cột cái này, cột hai bó lại. Cột hai bó này lại thành một bó lớn cả nhà. Để hồi nữa treo lên. Treo lên nó không có bị, nó không có rớt xuống. Cột lại hai bó cột. Rồi nó nặng ghê hồn luôn. Nó nặng mà nó cứng lắm. Phải cụp cái đầu lại gì nè, để khi treo lên nó không có bị rớt xuống. Nó không có bị tuôn ra cả nhà. Đã hết rồi. Trời. Phải siết mạnh nó mới được. Không thôi là nó khô quá. Nó khô cái là nó lỏng. Nữa nó khô cái là nó lỏng nó rớt xuống. Rồi. Đó. Vui vậy chắc nè. Đó. Được con bó đó cả nhà. Mình tiếp tục. Thiếu con bó rồi. Thằng cây bắt kêu hộp sơ sơ ở tức cây mút cô. Còn có con bó à. Thôi mình quay tí xíu cho cả nhà xem là cái cảnh mình là cột tỏi cho nhà mình như thế nào ha cả nhà. Mình bye bye cả nhà nha. Cả nhà ơi nhớ ủng hộ cho mình nhiều nhiều nha. Cả nhà ủng hộ thời gian cho mình với cả nhà ơi. Mình đang thiếu thời gian. Mình được 1000 người đăng ký mà. Nhưng mà mình... thời gian mình không có được nhiều cả nhà, nên là chưa có được kiếm tiền. Cả nhà ủng hộ thời gian cho mình với nha. Bye bye cả nhà. Cảm ơn anh Thanh Tùng nhiều nha.